8X về quê nghịch phân bò, lời 50 triệu tháng, với tấm bằng đại học trong tay và có công việc ổn định tại Hà Nội. Nhưng Lê Văn Tình đã quyết định cất bằng kỹ sư cơ khí để về quê xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đầu tư nuôi chuồn quế. Theo ghi chép của anh Tình, hiện nay mỗi tháng anh có lời gần 50 triệu đồng từ việc bán chuồn quế giống, chuồn quế thương phẩm, phân chuồn quế. Nhắc đến mô hình nuôi chuồn quế của anh Lê Văn Tình, sinh năm 1986, ở thôn 6, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa bà con nông dân nơi đây không ai là không cảm phục mô hình nuôi chuồn quế của tình có thời điểm tưởng chừng như treo chuồng bởi chuồn quế chết hàng loạt nhưng với ý chí và sự nỗ lực của chàng trai 8x đã giúp anh vượt qua khó khăn từng bước vươn lên làm giàu bước đầu nuôi chuồn quế anh tình gặp muôn vàn khó khăn như nguồn vốn kỹ thuật nuôi chuồn quế cách chăm sóc chuồn quế nhưng được sự động viên của gia đình và bạn bè cho mượn tiền góp tiền góp công đã động viên anh kiên trì theo đuổi nghề nuôi chuồn quế anh tình đã mạnh tay xây dựng nhà nuôi chùn quế hàng trăm mét vuông, mua giống trùn mua phân cho chùn ăn, với kinh phí đầu tư ban đầu là 800 triệu đồng. Với nhiều tháng đám đối với con trùn quế, anh Tình đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và sẵn sàng chia sẻ cho mọi người đến học hỏi. Mỗi năm mô hình nuôi trùn quế của anh Tình thu mua khoảng 2.000 tấn phân châu, bò từ các trang trại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để về làm thức ăn cho chùn quế. Hàng tháng, với một mét vuông chuồng nuôi trùn quế, anh Tình thu về 3 kg trùn tinh với giá bán 80.000 đồng trên kg chùn quế tinh được khách hàng mua chủ yếu làm thức ăn cho con lươn tôm cá